lỗ tai nha, bà ăn lỗ tai nha. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Rồi bạn ăn cái gì nữa đây? Ăn mẹ. Bạn ăn thịt mẹ hả? Ăn cái gì của mẹ đây? Bạn ăn cái gì của mẹ đây? Ăn mẹ. Ăn cái gì? Hay là mẹ ăn tin hay vậy? Thịt. Mẹ ăn tin hay ba ăn mẹ? Thịt. Ăn thịt mẹ. Ăn thịt chỗ nào? Ăn miệng. Ăn thịt miệng hả? Ngon. Ngon quá. Chưa. Ăn gì nữa con? Chưa. Chưa hả? Ăn gì nữa? Ăn đầu. Ăn cái đầu hả? Yeah. No quá. À, chiên. Ôi, bà ăn no quá. À, no cái bụng no quá. Cái bụng no. Cái bụng ba no quá rồi. Bà ăn no quá rồi. Bác sĩ đâu? Chiên ơi, gọi xe cứu thương giùm ba ơi. Ba đau bụng quá. Chiên ơi, gọi xe cứu thương giùm ba ơi. Cái gì trong đây? Chiên ơi, cái gì trong bụng ba vậy? Banh. Banh hả? Không phải banh tính gì? Không phải niệm tính gì? Hát. Cái gì? Yeah, cái gối. Giỏi. Giỏi kìa. Xin khen ba giỏi. Giỏi làm sao? Khen giỏi là khen sao? Giỏi. Anh được. Đâu khen ba giỏi kìa. Chưa, chờ chưa, giờ ba đói rồi. Giờ ba ăn đi, ăn xong rồi mới no ha. Giờ ba ăn cái gì của tin đây? Ăn này.